Xuống hết bót cam đi, mấy con dời này. Hôm nay anh mình cân tất. À, có tem đấy kìa anh em ơi, kìa kìa kìa, có cái bộ màu xanh nhờ, lúc nãy mình vừa cho kìa. Đấy, sự được có 5 tim chứ mấy. Tao Opa không đàn em thằng nào ấy. Một mình tao chấp hết. Ô, thôi dở rồi, bay như bay lỗi này. Như nào ạ? Như nào ạ? Cáo bé tí với chúng tôi ạ. Cái gì vậy? Các bạn đang định làm gì tôi vậy ạ? Mấy bạn hư thật sự ấy, mình không không hề đồng ý các bạn làm như thế với mình đâu nhá. Uầy, nó cay hết rồi. Thế mà không sao kìa. Cái gì vậy ạ? Uầy, phí thật sự luôn đấy. Không thể tin được con đấy luôn. Cái gì vậy ạ? Mấy bạn đang định làm gì mình đấy ạ? Vâng, một pha bóc lốp mai lên đến từ vị trí của anh gấu nhà mình. Vâng, móc từ đằng trước, móc ra đằng sau, móc từ đằng sau, móc lên đằng trước. Ba rồi ạ. Kho không có ai này. Đi thôi anh em, bắn thính vị trí ở bên Binance này. Ôi trời ơi. Ôi giời ơi, trèo kìa.
Trèo ạ. Leo trèo với chúng tôi ạ. Làm cái gì vậy ạ? Uầy, hôm nay ở đây thu hút thật sự luôn ạ. Đâu ra mà đến đây đông vậy? Ừ, nhặt thêm cổng 14, vẫn 2 cổng 14 luôn. Anh em thấy có cái gì đó sai sai không ạ? Trèo tường của chúng tôi này ạ. Trèo đi đâu ạ? Trèo đi đâu ạ? À, hello 82 người xem nhá, anh em đi qua mình một like một xem ạ. Video nữa không anh bỏ em ơi. Ừ, có clip hay like anh nhờ. Rồi ôi. Bot cam 20 kill ạ. Ôi trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy ạ? Mấy bạn đi đâu mà cứ đi hết về bot cam ạ, sợ thật sự. Lại tiếp à? Ôi trời ơi, cái gì mà đông vậy ạ? Chạy đi đâu ạ? Chủ chạy hòm với chúng tôi à? Cũng sợ cầm sọc gan, sợ quá thì bắn nhau kinh quá, núp hẳn xuống dưới hầm luôn ạ. Dã man thật sự ạ. Lô 90 người xem, anh em đi qua cho mình một like một share vậy ạ. Tầm đấy rồi. Dã man. Phê thật sự ạ. Đấy. À, hóa ra là bạn chọn cái chết ạ. Và tôi đã thấy. Ôi địt mẹ, nó ăn con mẹ mất rồi. Cái gì mà bắn trúng được cả mình này? Phải nói như nào? Uống bình nước đã, uống. Thank you.
Như nào? Như nào ạ? 28 kg ạ.